Em xin chào toàn thể cô chú anh chị các bạn Nhung Hoa Phong Lan. Em là Nhung bán phong lan rừng tại Hải Dương. Hôm nay là phiên buổi tối ngày 11 tháng 8 năm 2019. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình yêu thương. Và hai số điện thoại bán hàng của gia đình em là 0393998895 và số điện thoại thứ hai là 0966121377. Địa chỉ nhà em là số nhà 143 đường Ít Kiêu, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương ạ. Nhà em thì gần ngay khu kho gạo cũ Gia Lộc hoặc là ngã ba Gia Lộc, thì nhà ngay mặt đường thì các bác đến tìm cũng khá là dễ tìm. Đấy. Và hôm nay thì do sáng ban ngày thì nhà em cũng có hơi chút việc bận ấy, nên là em cũng chưa lên sóng được. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì đã cập bến rất là nhiều mặt hàng để phục vụ các bác. Thì sau đây thì em sẽ nói qua những mặt hàng buổi tối ngày hôm nay ạ. Hôm nay cập bến thêm một lô đai trâu rừng số lượng lớn nhé các bác nhá. Hàng rất là đẹp luôn, hàng là ngắn rất là đẹp. Lại về một số lượng lớn để phục vụ nhu cầu các bác. Về thêm một lô phụ nữ cá mập này, hàng cây bự luôn. Và một số hàng khác như là dendro này, rồi nhạn tháng 8, cửu bảo tiên lavanda, rồi trúc đen và một số mặt hàng khác. Thì em sẽ đi chi tiết từng loại mặt hàng sau đây. Và thêm một số mặt hàng như đai châu. Thì đầu tiên thì em giới thiệu với mọi người cái sản phẩm mới của gia đình em, đó chính là phụ nữ cá mập. Hàng này là hàng đang nụ như các bác nhé. Đấy, phụ nữ cá mập ạ. Hàng cây bự đây các bác. Em sẽ cho mọi người xem một cái chậu phụ nữ cá mập. Đây là hàng cây bự đang nụ ngồng hoa. Đang ngồng hoa. Và hoa này thì cũng hơi khá là thơm nha các bác nhé. Bông to và đẹp. Một chậu như vậy thì em đang bán là 200.000 đồng một chậu. Loại phụ nữ thì thuộc cái dòng khá là dễ trồng. Tuy nhiên thì có một cái điều lưu ý là nó cũng không phải thuộc cái diện là cần nhiều nước ấy, nên là các bác hạn chế tưới nước giúp em nhé. Dòng này thì khá là dễ trồng và dễ đẻ nhánh thôi. Và em bán một chậu như vậy là 200.000, hàng đang vòi nụ. Một chậu thì sẽ đa phần là 2 đến 3 ngồng hoa. Đấy. Và đây là mặt bông của phụ nữ cá mập này. Bông to, rất là sai hoa và đẹp. Cái này các bác về các bác trồng vào chậu rồi để trên bàn uống nước hay bàn làm việc cũng rất là đẹp. Hàng này thì hôm nay về thêm một cái lô hàng mới, hàng rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì em vẫn có 3 loại đai châu Thái. Thái Lai, đó chính là đai châu blue, đai châu hồng chấm chớp, đai châu hương vàng sóc nguyệt. Ba loại đai châu này thì đang rất là hot trên thị trường bởi vì cái mặt hoa rất là lạ, mới và lạ. Đầu tiên là đai châu hồng chấm chớp này, một cây đai châu mà rất là xếp và nhiều cặp lá như vậy, em bán với giá là 250.000 đồng một cây. Hôm nay về thêm một số lượng nhỏ nữa. Hàng này thì em cũng phải đặt thì mới có hàng. Đây em sẽ cho mọi người xem cái mặt bông. Đây là mặt bông của nhà vườn người ta cung cấp cho em nhé. Dạ, hồng chấm chớp. Đấy, các bác để ý này, hoa màu hồng, hoa rất là sai hoa. Và một cây em bán là 250.000 đồng một cây. Hàng đẹp luôn nhá các bác nhá. Và hôm nay về thêm một vài cây đai châu hương vàng sắc nguyệt. Hàng này thì mặt bông của nó thì nó là màu vàng. Đấy. Đây là mặt bông đai châu lai với hoàng nhạn nhá các bác nhá. Đây là lý do tại sao mà cái mặt bông của nó khá giống với cái hoa hoàng nhạn nhưng mà nó thuộc dòng đai châu. Đấy. Và em bán là 250.000 đồng một chậu. Đấy. Hàng này cũng khá là chạy hàng. Khá là bán chạy hàng của gia đình nhà em. Còn hai chậu đai châu anh đào thôi. Đai châu anh đào chỉ còn duy nhất hai chậu ạ. Đây là chậu thứ nhất này. Cây này thì cây lá kiếp, nó không phải là thuộc cái cây lá xếp. Này. Thì em bán là 230.000 đồng một chậu. Đấy, bác nào lấy luôn cả một cặp này thì em bán là 400.000 một cặp. Bình thường cái này em bán 250. Hôm nay còn hai chậu em bán thanh lý luôn. Hạ thanh lý luôn nhé các bác nhé. Đây là hoàng tử đỏ. Hoàng tử đỏ 200.000 đồng một chậu. 200.000 đồng một chậu. Và giới thiệu một cái mặt hàng đai châu blue. Và sau đây em giới thiệu cái đai châu blue. Đây đai châu blue đấy ạ. Về số lượng lớn đấy. Hàng lá xếp rất là đẹp. Đai châu blue là một cái màu hoa xanh tím, một màu hoa khá là mới. Ra hoa thời điểm Tết nhé. Những cái dòng đai châu thì Tết, thời điểm Tết thì các bác sưu tầm khá là nhiều. Và những dòng hoa mới lạ này thì chắc chắn là em đảm bảo là các bác cũng mới biết đến cái dòng hoa đai châu blue thôi ạ. Đây là mặt bông của đai châu blue ạ. Màu hoa xanh tím rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Màu tím thủy chung, màu xanh nước biển, hai màu này pha trộn với nhau. Và em bán là 250.000 đồng một chậu nhé. Hàng cây lá xếp rất là đẹp này. Khá là nhiều cặp lá. Cây lá xếp rất là đẹp. Và bác nào đặt từ 2 cây thì em để là 230.000 một cây.
Bởi vì Daiso Blue thì em sẵn hàng và em có thể để số lượng lớn thì em có thể bớt giá cho mọi người. Còn hai loại hương vàng sắc nguyệt và Daiso hồng chấm chớp thì số lượng không có mấy, nên là cái đấy thì em không thể bớt giá được. Mà trong khi đó thì hai cái dòng Daiso kia thì giá thành em nhập nó cao hơn. Tiếp theo nữa đó chính là cửu bảo tiên Lavanda. Hàng rất là chạy hàng của gia đình nhà em. Một cây là xếp. Hàng này thì ra hoa quanh năm nha các bác nhé. Nó lai giữa cái dòng Vanda là một cái mặt hoa mà ra hoa quanh năm. Cửu bảo tiên là cái thuộc cái dòng hoa rất là thơm, hoa thơm và đẹp. Đấy. Và nó tạo nên một cái sản phẩm rất là đẹp như vậy này. Một số cây thì em thấy là đang có nụ rồi, đang có nụ. Này. Loại này các bác chơi hoa quanh năm luôn. Một cây em bán là 230.000 đồng một cây. Đặt một cặp thì em để giá là 450 một cặp nhé. Cửu bảo tiên Lavanda. Tiếp theo thì hôm nay về thêm một mặt hàng nữa đó chính là Dendro. Một chậu Dendro rất là nhiều thân như vậy này. Hàng này thì chắc là thời điểm xuân tới là các bác được thưởng thức hoa rồi. Đây cũng có một số cây đó. Còn mỗi cây này thì em thấy là còn đang bói nụ này. Màu hoa thì màu hoa sổ số như các bác nhé. Một chậu Dendro sân mà rất là nhiều thân như vậy em bán là 90.000 đồng. 90.000 đồng một bầu Dendro sân. Đấy. Hàng rất là đẹp nhé, rất là nhiều thân. Đây là 100% là thân tơ nhé các bác nhé. Hàng 100% là thân tơ. Hôm nay em về có 50 chậu thôi ạ, 50 chậu. Hàng đẹp luôn. 90.000 đồng một chậu Dendro sân. Và đây là 5 cánh trắng họng hồng hàm từ kỳ thân già này. Em bán là 150.000 đồng một bầu. 5 cánh trắng họng hồng. Hàng đẹp nhé các bác nhé. Còn tiếp theo đây đó chính là Đại Bạch Long, Hoàng đế Đại Bạch Long. Một chậu thân rất là dài và đẹp. Em bán là 270.000, màu hoa trắng. Em sẽ cho mọi người xem các mặt bông của Hoàng đế Đại Bạch Long. Đây là mặt bông của Hoàng đế Đại Bạch Long này. Màu hoa rất là trắng nhé các bác nhé. Em bán là 270.000 đồng một bầu. Các bác đặt một cặp thì hôm nay em sẽ giảm giá là 250.000 đồng một cặp. Và tiếp theo đây cũng là Phi Điệp Hằng Nga. Phi Điệp Hằng Nga. Cây thì nó cũng giống như Hoàng đế Đại Bạch Long. Tuy nhiên thì cái dòng hoa này là dòng hoa ám xanh. Em sẽ đưa ra một bầu để cho các bác dễ hình dung này. Đấy, một bầu này, chiều dài thân nó cũng phải đến hai găng tay của em. Một cũng phải đến hai găng tay chứ không nhá. Em cũng bán 270.000. Bác nào kết hợp bộ giữa Phi Điệp Hằng Nga và Hoàng đế Đại Bạch Long thì một bộ hai cây em vẫn để giá là 250.000 đồng một cây nhá. Nghĩa là 500.000 đồng một cặp. Và đây là Hoàng đế Đại đây là Phi Điệp Hằng Nga này. Màu trắng ám xanh. Màu trắng ám xanh. Còn đây là Đại Bạch Long thì màu trắng tinh. Thì các bác về lấy hai loại này mình ghép vào một cái giò thì rất là đẹp. Tiếp theo nữa thì em còn một vài chậu đó chính là Vũ Nữ vàng kim cương, hàng cây giống, 100.000 đồng 3 bầu. 35.000 đồng một bầu lẻ này. Còn đây là giả hạc Đắc Lây, hàng cũng hàng cây giống ạ, 50.000 đồng một bầu, giả hạc Đắc Lây. Tiếp theo đây là trầm biên vàng. Trầm biên vàng thì em chỉ còn 3 chậu nữa thôi. Đây, 3 chậu trầm biên vàng ạ. 250.000 đồng một chậu. 250 một chậu nhé, hàng đẹp. Đây là hàng trầm rồng đỏ, hàng đột biến, là biên kẻ phát tài đấy ạ. Còn duy nhất 3 chậu trầm biên vàng. Còn đây là Phi Điệp Philippines này, 100.000 đồng 3 bầu. Em vẫn bán 100.000 đồng 3 bầu. Một chậu thì cũng có cây một thân, có cây thì hai thân. 100.000 đồng 3 bầu, bán lẻ là 35.000 đồng một bầu ạ. Tiếp theo nữa đó chính là trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ, hàng này cây cũng khá là lớn rồi. Em bán là 180.000 đồng một bầu trầm rồng đỏ. Và tiếp theo đây đó chính là trầm 990, là một loài hoa mà mặt bông trắng và lưỡi đỏ. Đấy, nó cũng khá là giống với Phi Điệp. Nó là dòng lai với dòng giả hạc này. Một bầu như vậy em bán là 200.000 đồng một bầu. Hàng đẹp nhé các bác nhé, trầm 990 này. Hàng cây rất là cứng cáp rồi. Hàng này em bán là 200.000 đồng một bầu. Và em còn một số chậu trúc Phật Bà. Đấy, hàng tầm 3 thân như vậy em bán là 280.000 đồng một chậu. 280 một chậu trúc Phật Bà nhé. Đây, hôm nay em về đen Roson rất là nhiều và đẹp. Hôm nay em có hai hình trúc đen. Hoàng thảo trúc đen ạ, có hai hình. Và hai rề, đều là rề khủng như các bác nhé. Hoàng thảo trúc đen, một năm ra hai mùa hoa. Hoa rất là thơm, tựa như cái mùi mật ong đấy ạ. Hai rề. Đây là hình số 1 này, em gọi đây là hình số 1, là nguyên một rề. Rất là lớn, về các bác ốp nguyên một cây cũng được.
Và thứ hai là đang lên mầm gốc này, những cái mầm gốc thân tơ đang lên rất là nhiều. Hình số 1 này với cả một ít khóm rời vụn ở ngoài đây này. Đấy, cái này cũng đủ một giò rồi. Hình này thì em để là 450.000 nhá, 450.000 gồm một rề và một khóm nhỏ này. Cái này các bác về các bác trồng vào chậu cũng được, được một chậu nhỏ xinh. Còn cái rề thứ hai, rề này quá là bự luôn. Rề này rất là bự nha các bác nhá. Đây, thân này. Đang lên thân tơ rất là nhiều. Nguyên một rề. Đấy, người dân đi khai thác từ rừng ấy rất hiếm khi hoàng thảo trúc đen có một cái rề to như vậy. Đấy. Bác nào lấy rề này em để với giá là 950.000, cái rề to khủng đấy nha các bác nhé. Lâu lắm mới có một cái lô hai cái rề trúc đen to như vậy, 950. Rề này quá là bự luôn. Và một mặt hàng nữa em muốn giới thiệu với mọi người đó chính là đai châu rừng, một mặt hàng mà do cho hoa thời điểm Tết. Nói qua là cái dòng đai châu rừng này thì là mặt hoa thì có một màu, đó là màu trắng tím, màu hoa truyền thống và một hoa rất là chủ đạo của đai châu rừng. Còn so với dòng đai châu Thái thì dòng đai châu rừng thì khỏe hơn và dễ trồng, dễ chăm hơn ạ. Đấy. Hàng rất là đẹp nhé, hôm nay về một lô nữa, số lượng rất là lớn để phục vụ nhu cầu các bác. Và hoa đai châu rừng thì nở hoa thời điểm Tết và thời điểm này các bác về ghép thì cây nó ổn định và giá thể. Và năm tới thì các bác có thể là có một giò hoa Tết thưởng thức rất là đẹp rồi. Đây ạ, có những cây thì nó nhỏ như vậy thôi mà cũng đã ra mấy lần hoa rồi. Đấy, em để một số cây nhỏ nó đã cho hoa rồi. Nên thời điểm này các bác về cây nó ổn định vào giá thể thì năm tới nó đủ khỏe, nó có thể là trổ bông luôn. Em sẽ có hai loại, đây là loại cây ngé này, hàng ngé, hàng giống này. Và một hàng nữa, đó chính là hàng cây chung. Đây ạ, hàng cây chung. Đây là hàng đai châu lá ngắn, hàng lá ngắn nhé các bác nhé. Hàng rất là đẹp này. Hàng chung như vậy tầm 4 đến 8 cây thì em bán là 650.000. Hàng đẹp luôn. Đây hàng mới về nhé. Hàng thanh lý thì em vẫn có. Các bác muốn lấy hàng thanh lý thì hàng lá nó lỗi, bị lỗi nhiều. Thì em cũng bán thanh lý. Còn đây là hàng mới về. Còn đây là hàng ngé, hàng giống này. Hàng ngé đa số là những cây nhỏ nhỏ này. Nó sẽ dao động từ 35 đến 50-60 cây một cân. Hàng này em bán là 630.000, hai hàng này em bán đồng giá. Bán đồng giá là 630.000. Đấy. Còn hàng này là hàng đai châu giống này sẽ dao động từ 10, nói chung là từ 10 đến 25 cây một cân. Đấy. Thì cũng là 630.000 đồng một cân. Hàng này thì giá thành đai châu năm nay thì nhập vào nó giá rất là cao rồi nên chủ yếu là em nhập về để em phục vụ các bác ghép thời điểm này thì nó hợp lý và nó giá thành nó cũng phải chăng. 630.000 và loại 650 nha các bác nhé. Các bác đặt hàng nào thì các bác bảo em. Và có một mấy cái lô hàng thanh lý. Hàng thanh lý thì hàng nó lỗi nhiều. Hàng này thì em bán chỉ có 530.000 thôi. Còn đây là hàng mới về này. Và cuối cùng thì em sẽ giới thiệu với mọi người những cái hình nhạn của gia đình nhà em. Hôm nay thì về thêm một số ít hàng đơn cam nguyên bản và hoàng nhạn tháng 8 nhé. À, đây là hoàng nhạn tháng 8, hôm trước thì em còn một số hình và hôm nay thì còn một số hàng còn lại thì em sẽ chia ra phân hình thêm và em sẽ đánh số thứ tự và các bác ưng hình nào thì các bác bảo em nhé. Những cái đơn hàng mà các bác đặt ngày hôm qua, à chiều tối hôm qua hoặc là hôm nay thì ngày mai em sẽ gửi cho mọi người bởi vì hôm nay thì là ngày của bưu điện họ nghỉ ạ. Tiếp theo đây thì em sẽ đọc qua những hình mà hiện tại em còn. Đây là hình số 14 này, hình 14 gồm 1 cây 2, 4, 5 cặp lá. 5 cặp lá đang nụ hoa này. Hình này 380.000. Đấy, một cây lá xếp rất là đẹp, 380.000. Hình số 13 gồm 1 cây. 1 cây, 2, 4, 5 cặp lá. Hình này 500.000. Em sẽ không theo thứ tự đấy nhá. Thì các bác đọc xem hình nào mà các bác ưng thì các bác báo em. Một cây lá xếp rất là đẹp này. Đấy. 500.000, hình 13. Tiếp theo là hình số 10 là một hình 1 triệu đồng. Hình này thì em đếm là 2 này, 4 này, 6, 8, 10. Đang cặp lá số 11 cặp lá này. Đấy, 11 cặp lá. Hình này 1 triệu đồng. Đang ngồng hoa nhé các bác nhé. Ngồng hoa đang dài như vậy rồi này. Thế của nó là cái thế cong như vậy. Các bác về các bác ghép vào cái lũa thì rất là đẹp. Đấy, thế của nó như thế này đây. 1 triệu đồng, hình số 10. Tiếp theo là hình số 9. Hình này 500.000, gồm 1 cây. Cũng đang ngồng hoa này. Cây này 2, 4, 5 cặp lá. Đang ngồng hoa nha các bác nhé.
Đây là bảo hành cho các bác là nhãn tháng 8 nhé. Mùa này thì đang ra nụ. Tuy nhiên thì cũng phải nói là cũng có cây ở rừng thì nó cũng đang cũng sẽ ra nụ muộn hơn một chút, nên là có cây nó cũng chưa, em nhìn này nó chưa ra mẫu. Đây là hình số 7 này, gồm hai cây. Hai cây này là một mẹ bắt đầu và đẻ ra hai con này. Hai con thì đều đang nụ nhá. Cây thứ nhất này. Đây, cây này. Cây thứ hai đang nụ này. 700.000 hai cây này, hình số 7. Tiếp theo là hình số 5 ạ. Hình số 5 là một hình gồm hai cây. Đây là cây thứ nhất này, gồm 2 4 5 đang nồm hoa. Đây là cây thứ hai là một cây lá mít này. 2 4 5. Đây, cây này cũng đang nồm hoa. Đây cây lá mít nha các bác nhá. Hình này 950.000. Hình số 5. Tiếp theo là hình số 4 ạ. Hình này 530.000 là một cây lá mít rất là đẹp. Đấy, bản lá mít này đang ngồng hoa này, 530.000. Tiếp theo em sẽ đánh tiếp tiếp theo là hình số 6 ạ. Hình số 16 là một cây 450.000. 2 4 5 5 cặp lá đang ngồng hoa đấy ạ. 450.000. Hình số 16. Hình số 19 gồm 2 cây. 700.000 à 750.000, 750.000. Cây này 2 ngồng hoa này, 1 ngồng hoa, 2 ngồng hoa, 4 cặp lá. Đây là cây thứ hai cũng đang ngồng hoa nhé các bác nhé. Thì năm tới là các bác được thưởng thức hoa. 4 5. Dòng này thì hoa phải nói là siêu thơm luôn các bác ạ. Đây là hàng rừng nhá, không phải hàng của Thái. Hình số 24 là một cây 800.000. 4 6 cặp lá. Hình này cây rất là đẹp, lá rất là đẹp này. Một ngồng hoa. Đang một ngồng hoa. 800.000. Hình số 24. Hình số 26 550.000. 2 4 2 4 6 cặp lá. Đây, hình này đang ngồng hoa đấy ạ. Đây là cái cây mà nó cháy nắng nhé các bác nhé, không vấn đề gì. Cây nó rất là khỏe. Hình 26 550.000. Hình số 27 550.000. Hình 27 2 4 5 cặp lá này đang ngồng hoa đấy ạ. 550.000 hình 27 này. Tiếp theo là hình số 37 này, 400.000 là một cây lá mít đang ngồng hoa này, rất là đẹp. 400.000 hình 37. Tiếp theo là hình số 43. Hình này em đánh thêm này. Gồm 3 cây 550 này. Đấy. Cây này thì hình này thì có một số cây có nụ, một số cây chưa nụ. Cây này thì có nụ này. Cây này là bị cháy nắng này. Đây là cây thứ hai. Cây này thì chưa nụ nha các bác nhé. Cây này một cây lá xếp rất là đẹp. Cây này thì em cũng thấy chưa có nụ. Đấy. Hình này 550 này, 550 3 cây. Tiếp theo là hình số 44 gồm 3 cây 650. Cây thứ nhất này đang nụ này. Đây là cây thứ hai. Cây này lá xếp hình như là chưa có nụ này. Cây thứ ba, cây này cũng đang nụ này. Đấy, nói chung là có cây sẽ có nụ, có cây thì chưa có nụ. Hình 44. 3 cây 650 này. Hình 45 cũng 3 cây. 650.000. Đây cây thứ nhất này, đang ngồng hoa này. Đây là cây thứ hai, cây này thì chưa có ngồng hoa. Đây là cây thứ ba. Cây này cũng xếp rất là đẹp nhưng mà chưa có ngồng. Hình này 650.000, 3 cây. 650. Hình số 46. Gồm 3 cây. Cây thứ nhất này đang ngồng hoa. Đây là cây thứ hai cũng đang nụ hoa nhé các bác nhé. Đây là cây số 3. Cây này thì chưa có nụ hoa. 530.000, hình số 53. Hình số hình số 47 nhá. À hình số 46. Các bác để ý giúp em này, cái hình này em đọc nhầm là hình số 46 này. Hình số 47 này. 600.000. Gồm 3 cây. Đây là cây thứ nhất này đang ngồng hoa. Còn hai cây này hình như chưa có ngồng hoa này. Một cây 3 cặp lá này. Cây này bản lá rất là to, cũng đang cặp lá số 3. 3 cặp lá. 600.000 3 cây. Hình số 48 gồm 1 cây đang ngồng hoa này. Và một cây này rất là to, xếp đẹp nhưng mà chưa thấy có ngồng hoa. 2 4 6 cặp lá, 2 4 6 7 cặp lá, đang cặp lá số 7 này. Hình này 700.000 2 cây. Hình số 49
650.000 gồm 3 cây này. Đây là cây thứ nhất. Cây này xem nào. Cây này thì chưa có ngồng hoa. Đây là cây thứ hai ạ. Cây này sao lại chưa có ngồng hoa. Đây cây thứ ba. Em căn ít nhất là cũng có một cây nó có vẻ có ngồng hoa. À đây, cây này thì đang ngồng hoa đây ạ. Đây cây thứ ba. Cây này 6, hình này 650.000, một cây ngồng hoa, hai cây chưa ngồng hoa. Hình số 50. 3 cây 700.000. Đây cây thứ nhất này. Cây này xem nào. Đang ngồng hoa nhé các bác nhé. À. Đúng rồi, đang nụ hoa hơi nhú nhú này. Cây thứ nhất ngồng hoa nhỏ đang nhú là cây này này. Cây thứ hai này. Đây là cây thứ ba này. Cây này thì chưa có ngồng hoa này. Ba cây này 700.000. Hai cây ngồng hoa, một cây chưa ngồng hoa. Hình số 51. Đây, tiếp theo là hình số 51. Em có 5 năm hình thôi. À, đến tiếp theo là số 55. Hình 51 gồm 2 cây. Cây thứ nhất ngồng hoa khá là dài rồi này. Đây là cây thứ hai. Cây này thì chưa có ngồng hoa. Có lẽ là nó sẽ ra chậm, ra muộn hơn một chút nha các bác nhé. Đây ạ. 2, 4 cặp lá. 550 này. 2 cây. Cây lá xếp rất là đẹp. Hình 51. Hình 52. 600.000. Đây, 1 cây. 2, 4, 5 cặp lá. Đang ngồng hoa đây ạ. Cây lá xếp V. Đây cây thứ hai. Cây này thì hình như là chưa có ngồng hoa này. 600.000 hai cây này. Tiếp theo là 53. Gồm 3 cây. Đây là cây thứ nhất này. Đây, cây này đang ngồng hoa khá là dài. Đây cây thứ nhất. Đây là cây thứ hai. Cây này thì chưa ngồng hoa. Đây là cây thứ ba này, cũng là cây lá xếp đang ngồng hoa này. Hai cây ngồng hoa, một cây chưa ngồng hoa. Hình này em để là 720.000, 3 cây. Tiếp theo hình 54, 330.000, gồm 2 cây, đều có ngồng hoa cả. Nhưng cây này bị cháy nắng nhé. Cây thứ nhất ngồng hoa khá dài này. Cây thứ hai, cây này như là có đang ngồng hoa, đang hơi nhú nhú này. Đấy. Đây nó bị cháy nắng này. 330.000, 2 cây này. Và cuối cùng là hình 55, hình này gồm 6 cây. Đây cây thứ nhất này. Cây thứ hai này, khá là nhỏ, những cây nhỏ cũng không có ngồng hoa đâu. Cây thứ ba chưa ngồng hoa. Cây thứ tư, cây này thì có ngồng hoa này. Cây thứ năm, cây này như là cũng có này. À, nhưng mà nó bị trột hoa rồi. Cây số 6. Cây này chưa có ngồng. 6 cây này, 550. Em có khoảng vài hình như vậy thì các bác ưng hình nào thì các bác đặt nhé. Hôm nay em có một số hình đơn cam. Và mỗi phần như vậy này, đây là hàng đơn cam nguyên bản, thời điểm này thì hơi khá hiếm hàng. Tuy nhiên thì dân người ta cũng đi gom được một cái lô thì em cũng muốn thử lấy về để xem nhu cầu các bác như thế nào. Bởi vì đơn cam bây giờ thì nó cũng đang chuẩn bị đến thời điểm thắt ngọn ạ. Thời điểm thắt ngọn, hàng nguyên bản thì em nhập khá là cao rồi. Hàng này thì các bác yên tâm về, các bác chỉ bổ sung thêm cái giá thể vào cho cây thôi. Ví dụ là những cái này thì các bác đặt nguyên vào chậu rồi mình cho thêm vỏ thông, vụn hoặc là giếng cọng vào. Đấy, nó sẽ ăn vào giá thể. Và mỗi phần như vậy em đều có khoảng 6 mầm. 1 mầm này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6. Khoảng 6 mầm như vậy và em bán một phần là 400.000. 400.000 gồm 6 mầm đơn cam nhé. Hàng này thì về cho các bác sưu tầm. Hàng này khá là khan hiếm. Đây là vùng Gia Lai, vùng Đắk Lắk nhé. Đơn cam vùng Đắk Lắk ạ. Hoa rất là thơm. Đây là một trong top 10 những dòng hoa lan nổi tiếng và đẹp. Đấy. 3, 4, 5, 6. Đấy, một phần, cứ một phần 6 mầm như vậy em bán là 400.000. Số lượng thì có ít thôi, không có nhiều. Và em sẽ không quay chi tiết từng hình nữa. Tại vì em cũng đã phân cân đối, rất là cân đối cho mọi người rồi. Những cái cục đơn cam nguyên bản như vậy thì người dân đi rừng phải nói là rất là vất vả để cưa ra những cái dòng đấy. Tuy nhiên thì một số khúc thì nó sẽ không phải là một cục nguyên như vậy. Đấy, những cái cục nhỏ thì người dân có thể người ta cắt từ cái cây từ rừng ra. Tuy nhiên những cây mà nó mọc vào những cái cây nó cổ thụ nó quá to thì mình không thể mình cắt nguyên cả khúc gỗ, mà mình chỉ có thể là tách cái một cái lớp vỏ của cây này ra thôi. Đây là lý do tại sao có cây thì người ta cắt ngang cái lớp vỏ này, có cây thì nó chỉ là một lớp vỏ như vậy thôi nha các bác nhé. Để các bác lưu ý cho em cái hàng nguyên bản như vậy này. Và mỗi phần em bán là 400.000.
Trên đây là những mặt hàng trong phiên buổi tối ngày hôm nay. Và cuối cùng thì em sẽ giới thiệu qua những cái phòng dòng phân thuốc của gia đình nhà em cung cấp. Thì nhà em có những dòng phân thuốc như sau. Đầu tiên là di xanh này em bán 60.000, di đỏ là 70.000, decamon 65.000, B12 chống sốc, phong lan 25.000, còn duy nhất một lọ thôi này. Bencola xử lý giá thể cho cây 25.000, N3M 20.000, đây là kích rễ cực mạnh này. Keo liền sẹo của Mỹ Tiến là 30.000, của Mỹ là 50.000, siêu lân là 10.000 đồng một gói. Kinkin Bun, cái này đang rất là thịnh hành này, đấy, em bán 45.000 đồng một gói này. Nano đồng là 30.000, nano bạc đây, chống đốm lá, vàng lá rồi phồng lá này, 35.000. B1 thường là 20, B1 thái là 40, B1 Mỹ là 40. Olicit trị các để cảm ơn. Olicit trị các bệnh do nấm gây ra là 40.000 này. Phân bón lá 3 chỉ số 6 30 30, 20 20 20 và 30 10 10 đều 25.000 đồng một lọ. Đầu trâu hiện tại thì em chỉ còn loại 701 và loại 901 thôi. 501 thì hiện tại hết hàng và em bán là 25.000 đồng một lọ. Super Thai giờ chỉ còn loại to thôi ạ, loại 330.000 đồng một lọ. Loại này là loại to nhất. 120ml này. Anchacon 40.000 đồng một gói, cái này cũng trị thối nhũn này. Ridomin Gold trị thán thư thối nhũn này, 50.000. Super Humi đấy, 55.000, phát triển bộ rễ cho cây này. Estic là 70.000 này. Rooting Power là 230.000 này. Diệt kiến là 5.000 đồng một gói. À đây mày qua vẫn còn một lọ. Diệt Hồng Nguyễn là 25.000. Đây. Atonic là 10.000 đồng một gói. Chế phẩm nem Hồng Nguyễn này 30.000. Kích hoa tái 80.000. Diệt sên là 15.000. Stunner là 20.000. Trên đây là những mặt hàng trong phiên buổi tối ngày hôm nay. Thì các bác đặt hàng thì bằng cách gọi điện thoại hoặc là nhắn tin. Trong trường hợp mà em không thể là gọi nghe điện thoại vì tối quá thì em sẽ nhận tin nhắn của các bác và em sẽ trả lời phản hồi cho các bác. Có thể là hôm nay hoặc là vào ngày hôm sau nhé. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tất cả mọi người và hẹn mọi người trong phiên bán hàng ngày mai.